Hai Vĩnh Hoàng, xin chào cả nhà Facebook nhé. Chào các vị nọ thương lớp gần xa. Hôm nay là ngày rằm tháng 7, cũng là lễ Vu Lan Báo Hiếu. Lễ Vu Lan Báo Hiếu và các nhà thầy nhà then thì luôn làm lễ tiến lễ để nộp lễ về cho các cửa thánh và làm lễ cho con hương, con cầu, con ký để cho chúc cho gia đình các con hương, con cầu, con ký và bản thân các con hương, con cầu, con ký có sức khỏe, bình an, học hành giỏi giang, và cầu cho các đất nước được 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 thanh bình, được thái bình, ai nào cũng được có lộc có tài, có ngân có sến, làm ăn thì được thuận buồm xuôi gió, đi quê về tốt, đi một về 10, cầu lộc, cầu tài, đắc tài. Đây đang bày lễ và chuẩn bị làm lễ tiến lễ cho Pháp cho Tây. Các bánh gai về hoa quả, bánh kẹo, các con hương, con cầu, con ký mang đến. Tháng 7 này sẽ đến ít hơn bởi vì có một số thì tháng 5 đã đến rồi. Đi luôn á? Em đi làm Ờ, thế thì làm đi xong tí tới trưa qua ăn cơm nhá. Quỳnh Châu nhé thầy nhé, Rồi rồi. Ngô Quỳnh Châu. Nhớ rồi, nhớ rồi. Vâng. Sang chén. Thầy chuẩn bị làm lễ đó các bạn. Đang đợi gà.